Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa ở người dùng. Thưa các bạn, hẳn rằng là dù ở đàn ông hay là phụ nữ thì chúng ta rất sợ việc lão hóa sớm cũng như là uh, cơ thể của chúng ta thì bị ảnh hưởng do việc lão hóa đúng không ạ? Đối với phụ nữ khi triệu chứng lão hóa bắt đầu xuất hiện thì da rẻ của họ sẽ bị ảnh hưởng không chỉ là xuất hiện các nếp nhăn mà da của họ uh, cũng sẽ bị xuất hiện các vết nám tàn nhang nhiều hơn đồng thời là các nội tiết tố sức khỏe của họ cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Đối với nam giới, khi tình trạng lão hóa sớm xuất hiện thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lý, đồng thời là sức khỏe cũng như là vẻ bề ngoài của họ. Vâng. Như vậy có thể thấy dù là ở độ tuổi nào hay là giới tính nào thì việc lão hóa sớm luôn là vấn đề khá là nhức nhối và đau đầu với chúng ta đúng không? Bên cạnh việc sử dụng các liệu pháp chăm sóc da thì chúng ta cũng cần phải chăm sóc da và chống lão hóa từ sâu bên trong. Chính vì vậy, dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio là một trong những dòng sản phẩm ngăn ngừa lão hóa được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Sản phẩm này thì được chọn lọc kỹ càng từ nguyên liệu, từ việc là những con đông trùng ở tốt nhất cũng như là chất lượng nhất kết hợp với các loại thảo dược khác để cho ra đời dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo. Và đặc biệt, sản phẩm này được sản xuất ở dưới dạng túi nước như thế này. Thế nên là khi chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ hấp thu được hết toàn bộ công dụng cũng như là 100% tác dụng mà dòng sản phẩm nước uống này mang lại. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio lại có công dụng là hỗ trợ ngăn chặn lão hóa sớm cũng như là kéo dài tuổi thọ thì kêu anh xin được giải thích như sau. Trong nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio đã được chứng minh là có chứa nhiều các loại vitamin, chất chống oxy hóa, ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm ở người dùng. Đồng thời nước uống đông trùng hạ thảo còn có tác dụng là đào thải radical có hại trong cơ thể, do đó có tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Vâng, ngoài ra thì đông trùng hạ thảo còn đã được chứng minh là có chứa nhiều vitamin, axit amin và các loại vi khoáng chất có lợi cho cơ thể. Và khi chúng ta sử dụng thì các loại chất này đi sâu, đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm xảy ra và sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo này thì cực kỳ tốt với những người cao tuổi có thể trạng sức khỏe yếu kém. vâng uh, như vậy thì các bạn có thể hiểu rằng là tại sao nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio này lại có công dụng là ngăn người lão hóa sớm và kéo dài tuổi thọ rồi chứ ạ. chính là nhờ những hợp chất vô cùng quý hiếm có trong đông trùng hạ thảo và các bạn hãy nhớ nhé là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì chúng ta cũng có cách dùng để có thể là hấp thu được hết những công dụng mà chúng mang lại. À, và như kiều oanh đã có chia sẻ ở đầu clip đó chính là dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo samsung bio được chế biến ở dưới dạng nước thế nên là chúng ta sử dụng vô cùng là dễ dàng mỗi ngày các bạn hãy sử dụng một gói nước đông trùng hạ thảo samsung bio và chúng ta không cần phải pha chế hay là đun nấu gì thay vào đó thì chúng ta sẽ uống trực tiếp và từ đó thì chúng ta sẽ hấp thu được hết toàn bộ dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại và các bạn hãy nhớ cho kiều oanh nhá là mỗi ngày chúng ta chỉ nên sử dụng một gói nước đông trùng hạ thảo thôi ạ à. Và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt và chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.